thì qua cuộc thi vừa qua thì Cơ với Nghiệp thì cũng nhận cái lời mời nó cũng khá trễ, cho nên là khi mà nhận được lời mời á, là em và Nghiệp á, là cũng phải làm một cái đạo cụ phải giống tương tự như họ vậy đó để tập luyện. Nhưng mà cái thời gian làm đạo cụ thì mọi người cũng biết á, là cận Tết mà không có ai làm cho mình mấy cái đạo cụ hết, bởi vì là làm cái đó thì nó sẽ mất khoảng chừng đâu đó khoảng từ 5 6 ngày để làm xong một cái đạo cụ như vậy. Mà lúc đó là nó nằm khoảng độ 26 Tết, mà còn 2 ngày nữa là người ta nghỉ hết rồi, có nhiều người họ nghỉ sớm, 26 họ nghỉ rồi, thì phải nhờ mấy cái người bạn mà rất là thân thiết á, để họ làm lên cái đó trong vòng khoảng 1 ngày rưỡi là có rồi. Và sau khi mà làm xong mới đến xem á, thì những đạo cụ đó là không phù hợp, bởi vì nó rất là nguy hiểm, bởi vì là làm hơi bị nhanh á, cho nên là khi mà làm á, nó không có đúng cái chuẩn của nó, những cái ván á, nó bị nhúng, cho nên nó là phải mất thêm 1 ngày nữa để sửa chữa cái ván đó, xong rồi Cơ Nghiệp mới dám tập luyện. Và khi mà tập luyện á, thì mọi người cũng biết là những cái này là nó mới với Cơ Nghiệp lắm, cho nên là Cơ Nghiệp cũng không có dám tự tin mà thực hiện nữa. Cho nên là bữa đầu tiên tập á, thì Nghiệp cũng đã ngã lần đầu tiên, mà cũng may mắn là bởi vì là lúc đó cũng có một cái nhạy cảm của Nghiệp á, khi mà thấy một cái là chụp mà bỏ xuống liền, có nghĩa là mình sẽ không biết là nó sẽ ngã đi đâu. Nhưng mà mình có thể là trong cái nghề á, mình cũng hơi nhạy một tí xíu, cho nên là mình có thể đáp đáp được xuống đất nó an toàn một tí thôi. Chụp xuống đất tốt hơn Thì đó. đáp được. Còn nói về đạo cụ thì thực sự là cũng phải nói về phục trang của tụi em nữa, là anh Công cũng đã là cái người rất là văn thành công, là cái người mà giúp đỡ tụi em vào những cái ngày ngay trong Tết luôn, và tất cả mọi thợ kia về hết mà anh vẫn làm được cho tụi em 2 chiếc áo dài và có 2 cái quần nữa. Nhưng mà bởi vì 2 cái quần diễn nó không kịp để mà bỏ thêm những cái tiểu tiết vô, cho nên là tụi em lại không mặc. Và cái điều mà khi mà đầu tiên mà qua nước ngoài á, thì xem lại cái đạo cụ ở nhà hoặc xem lại cái đạo cụ ở nước ngoài, mình cảm thấy hơi bị tủi thân tí xíu, là bởi vì mình làm mọi thứ á, nó lại đơn giản quá. Đơn giản quá, mà qua bên bển á, thì mọi người lại chỉnh chu quá. Nhưng mà bởi vì cái thời tiết của bên bển á, là tụi em không được vào trong sân khấu để mà tập luyện, bởi vì có quá nhiều những cái tiết mục thi đó, thì tụi em phải tập ở ngoài. Thì ở ngoài họ đã chuẩn bị sẵn hết những cái tấm nệm ở dưới đó, cho nên là một phần đó tụi em cũng yên tâm là không có sợ bị rớt mà nguy hiểm. Nhưng mà ở ngoài thì lại quá lạnh, gió này kia nó thổi cho em, thì đợi cái lúc mà có nắng một tí xíu là tụi em cũng tranh thủ tụi em làm, mà mở ra thì lúc nào cũng cũng rung hết. Cho nên là cái lần té cuối cùng ở bên Ý là cái lúc mà bởi vì tụi em quá lạnh, tụi em không control được. Và còn cái lần té Việt Nam là bởi vì tụi em có mượn một cái nhà thiếu nhi quận 6, cái nơi mà tụi em hồi nhỏ tụi em tập đó. Thì hồi trước họ không có gắn mấy cái cây quạt trần, nhưng mà sau đó thì họ gắn 4 cái làn của quạt trần, cho nên là lúc mà tụi em chồng đầu á, thì tụi em tập trung kỹ lắm, nhưng mà chỉ cần có một cái gì đó tác động vô, đụng vô cái chân em thôi thì em bị giật mình. Thì cái hôm đó vừa đụng vô cái quạt cái là em giật mình là bị té đó. Thì cũng may là nó cũng không có nặng đến mức độ mà cái gì, nhưng mà cũng bị hơi đau chân, thì tụi em cũng ngâm đá, chườm đá trước khi qua đó. Thì rồi còn cái lần thì em cầu bóng nữa. cái cầu móng thì bữa đó thì tụi em muốn là anh Cơ kể đi cái cầu móng. Thật sự là ra cầu móng là bởi vì Cơ muốn có một cái cảm giác nó thật nhất khi mà mình thi đấu á, bởi vì là có thể là mình tập trong cái không gian nhà thiếu nhi nó nhỏ nó hẹp á, thì mình có thể yên tâm một phần nào, nhưng mà ra tới không gian bên ngoài á, là gió rồi tiếng ồn rồi người đi qua đi lại á, lúc đó mình sẽ tập trung cái cảm giác của mình hơn. Thì lúc đó thì có thể là nói là lần thử đầu tiên á, là nó không ổn, bởi vì là mình ra là bằng cái là nó khác hẳn với những lúc mà tập luyện á, cho nên là tụi em cũng chưa có tự tin làm lắm. Chứ như vậy thì khi mà làm sau nó thì cũng ngã, trong nhiều cũng bị đau cái cổ nè, xong rất là lo, bởi vì là sợ là qua đó mình sẽ không làm được. Và Nghiệp cũng phải là uống thuốc giảm đau ngay lập tức để có thể là giữ sức khỏe để qua đó mình làm luôn. Mà đúng là qua bên đó như Nghiệp kể á, là cái ở dưới qua đó là rất là có nghĩa là mình cảm thấy cái sự an toàn của nó rất là tuyệt đối, bởi vì là cái nệm dày là phải dày khoảng chừng hơn 1,5 m, nó rất là dày, cho dù có rớt xuống thì nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì mình mới thấy được là ở Việt Nam mình á, hai anh em tập với một lớp nệm mỏng vậy nè, rớt xuống là cũng không 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 khác gì là rớt xuống đất đó.
thì đỡ hơn chứ nó êm hơn. Em đợi sáng 10 phút. Thì em nói thiệt là khi mà qua anh bển xong á, em thấy là cái khuyết điểm của nhà mình á là không có đủ những cái điều kiện, nhưng mà lại là ưu điểm là khi mà qua anh bển mình thấy mình an toàn quá và mình tự tin hơn mình làm. Chỉ có điều là tụi em tập ở trong cái nhà kính cho nên là mọi thứ nó tập trung mà không có tiếng ồn. Thì qua đến bên đó thì cái ngày thử tập đầu tiên á, thì lại bị dính cái tiếng ồn, rồi lạnh quá, rồi không gian nó lớn quá, rồi ánh sáng là ánh sáng tự nhiên nữa, cho nên là khó khăn vô thứ luôn á. Mà mọi người ở trên mạng hay nói tụi em giả bộ té, mà em nói thiệt nếu như mà ai giả bộ té được thì cũng nên thử, chứ tụi em là không dám rồi đó. Tụi em cũng không có thể nào để cho cái chuyện đó nó xảy ra. Mà là cái quan điểm của tụi em á, vẫn là một cái điều mà cho dù bị cái gì đi nữa thì phải ở trong sân khấu, ở trong hậu trường, không thể nào mà ra ngoài mà mình làm cái gì đó ảnh hưởng đến cái tổn hại của hai anh em. Là tụi em có quyết định là thi là phải làm cho nó thiệt tốt, cho nên là em nói là 3 lần rồi, người ta nói nhất quá tam, mà tụi em là bị lần thứ 3 rồi, nó không lẽ lần thứ 4 mà lại bị té nữa thì chắc là thôi, chắc cũng là cái số hay là cái duyên gì đó để mà tụi em kết thúc. Tụi em cũng sẵn sàng cái tâm lý là được hay không thì tụi em vẫn phải làm đó. Cho nên là khi mà làm xong rồi tụi em cảm thấy rất là vui. Mà anh này là lúc mà đi, nếu như mà sẽ có cái video 26 này ở bên Ý sẽ phát lại, bởi vì tụi em không được phép quay để mà phát trước bên đó. Thì em nghe đâu là ảnh bắt đầu ảnh đi sắp ra ngoài rồi. Nói chung là cái cảm giác của em ở trên đó là, tại vì nó nhỏ lắm, nó chỉ có 50 xăng thôi, thì mỗi một nhất cử nhất động của ảnh mình chỉ cần đi qua một tí xíu, mà đi ngang qua đây, đi thẳng là bị dốc cái gì á, em đều cảm nhận được hết. Mà cái khó khăn nhất là lúc chỉnh ánh sáng, là bởi vì chương trình lại muốn cái chương trình đẹp nhất, cho nên là cái ánh sáng họ đánh quá đen, và nói chung là em không thể nào tập trung được. Và tụi em đã có một cái buổi gọi là gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà phải làm việc với lại cái đạo diễn ánh sáng bên đó. Thì em nói em không làm được, bây giờ anh có làm tối làm đẹp cho chương trình anh nhưng mà không đảm bảo cho cái tính an toàn của tôi thì tôi không làm. Thì họ mới cho tụi em thêm một tí ánh sáng và cho tụi em thêm hai cái đường led, đèn led để tụi em để em dễ nhìn hơn. Hai cái đèn led của cái đường đi á chị. Thì mọi người cũng hay thắc mắc á, ủa tại sao mà cơm mà bịt mắt còn thêm đèn làm gì? Cái mọi người nói là thêm đèn không phải là cho em mà cho nghiệp, bởi vì là nghiệp sẽ là người điều hướng em đi như thế nào, điều hướng cái cơ nghiệp phải đi thẳng, ví dụ cơ mà đi lệch xíu thì nghiệp nó là qua trái hay qua phải gì đó, thì để nghiệp thấy. Chứ nếu mà là cả hai đều không thấy thì sẽ rất là khó, bởi vì là bây giờ nó đơn giản lắm. Tại vì nếu mà anh chị thử, mình thử nhắm mắt lại mình đi bộ thì mình sẽ thấy là mình cứ nghĩ là mình sẽ đi đường thẳng, nhưng mà không bao giờ mình đi được thẳng được hết á. Mà trong khi đó là mình đi trên một cái độ cao 2 mét, mà nghiệp thêm ở trên em 1m7, nó là hơn 3 mét. Chứ vậy nếu mà rớt xuống một cái là nó sẽ rất là nguy hiểm. Chứ vậy thì mình phải nói ban tổ chức là phải thật sự là an toàn để cho nghiệp thấy được cái đoạn đường mà nghiệp hướng dẫn cho em đi như thế nào. Và cái mà em rất là thấy mà họ chuẩn bị rất là kỹ cho sức khỏe cho những con người nghệ sĩ xiếc đó là họ luôn luôn có xe cấp cứu bên ngoài. Là khi mà nghiệp mới vừa té, ngày đầu tiên té là họ đã cần xe cấp cứu đang đậu ngoài sẵn rồi, cần một cái là chở đi thôi. Cho nên là em thấy là ở cái điều kiện của Việt Nam mình và cái điều kiện bên đó nó khác nhau hoàn toàn. Và khi mà mình sang đó mình thấy là cái người nghệ sĩ nó được trân trọng và nó được đảm bảo cái tính mạng của mình rất là chi tiết luôn, bởi vì họ cũng phải mua bảo hiểm cho cơ và nghiệp. Mặc dù ví dụ cơ và nghiệp chỉ cần đi nhà vệ sinh trượt té thôi thì họ cũng phải có bảo hiểm đó để cho cơ nghiệp có thể là an toàn nhất, có thể chữa trị nó không mất phí để điều trị á. Thậm chí là họ rất là kỹ, là bởi vì tụi em đi thì em có đăng ký 3 tên thôi, thì có anh Hai An trong đó nữa, thì họ mua hết tất cả những loại bảo hiểm cho tụi em. Nhưng mà có thêm một bạn là Hải Vũ Nguyễn đi chung, em không điền tên vào, không có nói cái gì thì không được phép vô trong cái sân khấu luôn, bởi vì họ không có muốn xảy ra một cái tình huống gì xấu hết, một cái gì nó lỡ trúng nó phiền rắc rối lắm. Cho nên là nguyên cái chuyến đi đó thì lại bạn Hải Vũ Nguyễn lại không được vào trong đó để mà ghi lại những cái hình ảnh mà tụi em. Thì tụi em chia sẻ một tí xíu về cái cảm giác của tụi em, những cái cảm xúc của tụi em, thì anh chị muốn hỏi thêm gì thì em nhớ gì em sẽ trả lời. Em tên là
Dạ. Mà ở trên mạng đó thì người ta cũng có nói là cái việc mà mình vừa chia sẻ là giả bộ té là nọ, nhưng mà cũng có nói thêm một cái chuyện là cơ nghiệp này bị diễn 20 năm rồi, cái cảm giác là có hiệu suất là luôn luôn có thể hoàn thành rất là tốt cái phần trình diễn đó. Thì cái việc mà lâu lâu phần chân hay là gì đó có thể là mình cố tình làm ra nhạy diễn để tạo nên kịch tính cho phần diễn hay không. Cái thứ hai nữa là cho em hỏi là khi mình lập kỷ lục liên tục thì mình có tiền gửi không? Thì em trả lời cái vế đầu tiên của chị, đó là mọi người hay nói là cơ nghiệp hay té rồi, và mọi người thấy là những cái buổi trình diễn cơ nghiệp cũng có rất là nhiều lần làm những động tác giả như vậy. Thực sự ra là trong những buổi trình diễn á, thì cơ và nghiệp sẽ là những người kiểm soát được cái động tác biểu diễn của mình, bởi vì là cái động tác đó cơ nghiệp làm hàng ngày hàng giờ luôn á, bởi vì nó ngấm vào máu của cơ nghiệp rồi, cho nên là cơ nghiệp có thể điều khiển cái cơ thể của mình được. Còn khi mà đến với một cuộc thi nó hoàn toàn khác, bởi vì nó thử thách mình, nó phải cho mình làm những cái mà mình chưa làm. Ví dụ như là bịt mắt chẳng hạn, bịt mắt thì cơ nghiệp không thể mà có thể đảm bảo được là mình có thể làm được việc đó. Và khi mà làm á, cơ cũng nghĩ là không thể nào mà các bạn có thể làm giả mà té được, bởi vì nó khi mà té là nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mà khi mà té mà ăn nghiệp mà bị một cái gì á là coi như là nguyên sự nghiệp nó tan tành luôn. Chính vì vậy á thì mọi người có thể thấy cơ nghiệp biểu diễn thì nó sẽ có những động tác sẽ làm cho khán giả rất là hồi hộp, rất là lo sợ, nhưng mà trong những cuộc thi là sẽ không có, bởi vì trong cuộc thi mình chỉ cần sơ suất mình cũng không nhận được cái giải thưởng hết. Với lại là thi á thì cái cảm giác, cái tinh thần của mình nó nặng nề lắm chị. Em nói đơn giản mọi người thử thi lái xe thôi, hay là thi xe máy gì đó, nghe đến thi thôi là tự nhiên tay nó đã run rồi đó. Cho nên là cứ mà đạt đến hai chữ thi á, nó tâm lý nó nặng nề, và trước khi thi và sau khi thi và trong lúc thi, cái tim tụi em nó đều như những người bình thường khác. Tụi em cũng có lúc sợ hãi, tụi em lo lắng hồi hộp và bị stress căng thẳng rất là nhiều, và những đêm mà thậm chí là ngủ không được nữa, là bởi vì nó nặng nề lắm. Và em cũng xin nói với lại chị là chưa có một cuộc thi nào trên thế giới mà tụi em có tiền cả, không có một cái phần thưởng gì cho tụi em hết luôn, và tất cả người ta chỉ lo về cái việc đài thọ cho tụi em đi lại và ăn ở, nhưng mà chỉ ăn sáng thôi, còn ăn trưa và tối vẫn là tụi em phải tự chịu hết tất cả mọi thứ. Thậm chí là team chung nhóm thì tụi em cũng là người chích cái tiền ra để mà nhờ mấy anh đó đi chung để mà kịp thời đưa những hình ảnh về, và tụi em cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc của tụi em. Cho em hỏi thêm đó là trên mạng cũng là trên mạng cũng xuất hiện rất là nhiều cái video clip, thì trong một trong những cái video clip mà người ta quan tâm đó là cơ nghiệp có cãi nhau là xung quanh người ta luôn, thì không biết là đó là diễn hay gì. Dạ, cái đó là trong một cái buổi quay hình của một người bạn, và mấy bạn muốn là cơ nghiệp thể hiện cái khả năng diễn của hai anh em cơ nghiệp thôi. Thì thực sự ra là cơ nghiệp cũng là hỗ trợ bạn đó để hoàn thành cái bài thi hay là một cái bài gì đó, cái show riêng của cái show của bạn đó. Thực sự là cái đó là một cái clip để biểu diễn. Tụi em quay hơn một năm rồi. Vậy thì mình có thể nói rõ hơn là tình cảm thực tế của hai anh em như thế nào không? Tại vì người ta coi, ví dụ như là thật ra là em coi thì em biết, nhưng mà có những người ta sẽ không biết, người ta tưởng thiệt đó. Thì ở trên đó cũng xuất hiện những cái comment như là tụi yêu thương nhau lắm nhưng mà lại chửi nhau rồi nè, như vậy á. Thì mình có thể nói rõ hơn là tình cảm thật sự thì cơ và nghiệp thì mọi người cũng thấy rồi, như là chó với mèo á. Nó không phải. Thật sự là cơ và nghiệp mọi người cũng thấy là hình ảnh cơ nghiệp luôn luôn là đi với nhau, và nghiệp luôn luôn là trao cái sinh mạng cho cơ, và cơ là người luôn luôn là cái người phải có trách nhiệm để làm sao mang về cái an toàn cho nghiệp. Cho nên là khi mà xảy ra những cái vấn đề mà mày tao, bởi vì sao, bởi vì cái đó thật sự có, bởi vì là khi mà cơ nghiệp tập luyện với nhau, nhiều lúc mình rất là bực tức, mình sẽ nói với nghiệp là tại sao mày lại làm như vậy, tại sao nghiệp nó này, ủa nó là tại anh mà, đâu phải tại tôi, có là mình rất là bực tức và mình sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng mà ở đây mình nói chuyện, mình cãi nhau là muốn cho cái công việc nó tốt hơn, mình muốn có một cái tiết mục hoàn hảo hơn để khi mà trình diễn với khán giả,
mọi người sẽ không có bị cảm giác là cơ nghiệp diễn nó không có hay, bởi vì mình muốn đem cái tinh túy nhất, cái giỏi nhất để cho khán giả xem. Thế như vậy thì cơ nghiệp rất là nghiêm túc trong những lúc mà tập luyện như vậy. Đôi lúc thì con người sẽ rất là bực tức, rất là tức giận, cho nên là cái chuyện đó là chuyện cũng rất là bình thường đối với cơ và nghiệp đó. Nhưng mà em nói mày tao là em bị xử á. À, nhỏ thôi, lúc nhỏ thì mày một cái là bị cơ đánh. Bây giờ lớn rồi mày không đánh được nữa, tại vì đánh nghiệp mới đánh lại. Có thể trong nhỏ vì sao những lần trước đi xác lập kỷ lục của mình có thời gian tập rất dài, sao để mày đi không có một ngày tập duy nhất rồi bao nhiêu cái quy định hay là tụi em nhận được cái lời mời cũng quá là gấp, xong rồi á trong cái thời gian mà lại cận Tết nữa, cho nên là cũng lên hết kế hoạch cho gia đình và tụi em cũng phải dành thời gian cho những cái ngày Tết đó nữa, và cái chỗ nơi nhà thiếu nhi tụi em tập nó cũng phải đóng cửa nữa, cho nên là tụi em cũng không được tập luyện gì nhiều hết. Mà thực sự ra là không biết làm sao á, là riêng kỷ lục Guinness thế giới hay là những cái cuộc thi nào đến với tụi em á, là luôn luôn bị cái tình trạng là rất là hấp tấp, và tụi em thì lại luôn luôn muốn thử thách mình và không bao giờ kiểu như mà không nhận lời. Nhưng mà tụi em cũng nghĩ là cái lần này cũng là cái lần cuối của tụi em, bởi vì nó không phải là một cái thử thách gọi là dùng sức quá nhiều, nhưng mà nó phải dùng về cái kỹ thuật đó. Thì em nghĩ là cái kỹ thuật của em với anh Cơ đến bây giờ cũng đã trong nghề chắc cũng hơn 20 năm rồi, thì cái việc này nó khó khăn nhưng không phải là không vượt qua được, nên tụi em cũng sẽ cố gắng mọi hết sức để mà tụi em sẽ thực hiện nó. Và cái thực sự là cái mọi người nói là tại sao lại đi gấp như vậy, bởi vì thực sự ra là cái chi phí đài thọ cho cơ và nghiệp đi qua đó không có cho mình nhiều đó, có nghĩa là họ chỉ cho là mình qua đó có một ngày nghỉ ngơi nè, một ngày tập luyện nè, xong là một ngày trình diễn, chứ họ sẽ không có cho cơ và nghiệp qua trước đó 2 tuần để tập luyện, để ăn uống, họ sẽ mất rất là nhiều chi phí. Tụi em còn phải ở lại thêm 2 ngày nữa để mà thực hiện bộ ảnh đó, tụi em mới về. Thì 2 ngày đó là tất cả mọi chi phí là tụi em tự chịu rất nhiều. Đúng, từ khách sạn, đi lại, ăn uống, tự mình phải bỏ ra. Bữa mình có chia sẻ là sau cái lần tập kỷ lục này thì mình sẽ như là anh Cơ thì tập trung cho kinh doanh, còn Nghiệp thì là bốt. Không biết là cụ thể cái kế hoạch nó như thế nào, mà cái gì chắc là trong khoảng hơn năm nay thì mọi người chắc cũng thấy những cái quảng cáo về cái sản phẩm của gia đình. Đây là một cái sản phẩm mà của ba của Cơ Quốc Nghiệp luôn, bởi vì ba của Cơ Nghiệp là bác sĩ đông y làm việc tại bệnh viện Học Y Tập Thành phố Hồ Chí Minh, và có cái sản phẩm là thuốc xoa bóp á, thì đó là chữa trị cho những cái người bệnh nhân trong bệnh viện thôi. Thì là cái sản phẩm đó là cốt lõi là đưa cho Cơ và Nghiệp sử dụng, bởi vì là hồi trước là ba Cơ Nghiệp thấy là hai anh em tập luyện rồi đau quá, không biết cách nào để làm sao để cho Cơ Nghiệp phục hồi một cách nhanh nhất, và ba Cơ phải suy nghĩ ra để làm có một cái sản phẩm mà giúp mình phục hồi nhanh nhất, và nó phải thực sự nó hiệu quả cho Cơ và Nghiệp trong cái công việc của mình. Và Cơ thấy là tại sao mình lại không có đưa những cái mà mình đã từng sử dụng, là mình là những người đã trải nghiệm rồi, mà chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Thì sắp tới thì Cơ sẽ cố gắng để đưa cái sản phẩm này lan truyền nhiều hơn nữa, để cho mọi người biết tới cái sản phẩm mà Cơ Nghiệp đã sử dụng hơn 20 năm qua. Em thì em rất là mê góp, là bởi vì em thấy em tìm được chính mình ở trong đó từ cái môn góp. Nó giống như là cuộc sống như vậy. Thì em không phải là chơi golf để thi đấu hay là để trở thành một vận động viên gì hết á, nhưng mà em muốn từ xíu em chuyển qua golf, nó có một cái gì đó nó matching ở trong đó, thì em sẽ dùng những cái kỹ thuật xíu của em để em đến với golf xem nó sẽ tốt hơn như thế nào, nó nhanh hơn ra sao. Thì rõ ràng là trong những cái ngày tháng vừa qua thì em được mấy huấn luyện viên nói là em tập rất là nhanh hơn với người bình thường gấp rất là nhiều lần. Dạ, nhưng mà em cũng không dám tự tin cái điều đó của em là đúng, bởi vì cái gì nó cũng phải có quá trình. Thì bây giờ thì em cũng đã làm siết 20 năm rồi, và em không thể nào em nói gấp là em chơi 1 năm, 2 năm em giỏi được, và em nghĩ là em chơi thêm vài năm nữa thì cái câu trả lời đó của em sẽ như thế nào. Và em thực sự là em muốn trở thành một huấn luyện viên, cho nên là khi mà
nếu mà trở thành huấn luyện viên đó, thì mình phải học và mình phải hiểu hết tất cả mọi thứ. Thì cái người mà đến chơi golf hoặc là học em đó, họ sẽ không phải là đến để tập để thi đấu, mà họ chỉ muốn là tìm hiểu hoặc là muốn nói về những cái gì về cuộc sống thông qua golf. Thì em muốn đi một cái hướng đi nó là như vậy. Nhưng mà cơ nghiệp chắc cũng sẽ, mặc dù là cơ kinh doanh nghiệp sẽ chơi golf, nhưng mà hai anh em cũng sẽ tiếp tục là tập luyện. Tụi em vẫn yêu xiếc, tụi em vẫn đam mê nghề, và không phải là tụi em nói là tụi em sẽ bỏ, tụi em sẽ là cuộc thi cuối cùng của tụi em thôi, nhưng mà tụi em vẫn duy trì nó. Và chắc là thông qua cái này thì tụi em cũng sẽ dành một cái thời gian nào đó để em nghiên cứu về lại cái quá trình trong 20 năm của tụi em, tại sao tụi em làm được cho đến bây giờ. Và bởi vì nhiều khi có những bạn sẽ hỏi em là anh cơ anh Nghiệp ơi, đứng như thế này như thế nào thế nào, thì em chỉ biết lấy từ cái kinh nghiệm bản thân thôi, chứ nó chưa có rõ ràng rành mạch là từ 1 đến 10 hay là ABC như thế nào đó. Thì sau cái đợt này tụi em mong muốn là tụi em sẽ có nhiều cái thời gian hơn để mà nghiên cứu, để mà đưa ra các bạn một cái số kiến thức để mà dễ dàng nhất đến với SEED. Và thông qua đó thì tụi em cũng muốn là làm một cái gì đó cho cái tương lai của tụi em, là cái dự án mà đi 63 tỉnh thành của tụi em. Thì em rất là mong muốn cái điều đó nó sẽ xảy ra trong năm nay. Và anh đạo diễn nhà sản xuất của tụi em cũng muốn sẽ sản xuất các phim mà tụi em đã đợi cách đây 5 năm rồi, từ năm 2017 đến bây giờ. Thì tụi em vẫn chờ đợi, tụi em vẫn hy vọng, và tụi em vẫn tin rằng là cái bộ phim của tụi em nó sẽ là một cái sắc màu mới, để cho mọi người sẽ thấy hơn về cái khó khăn của một cái cuộc hành trình của tụi em cho đến bây giờ. Và thông qua đó tụi em sẽ gửi đến mọi người một cái tinh thần là đừng bao giờ bỏ cuộc. Và sau khi mà tụi em kết thúc cái cuộc thi á, thì tụi em thấy là những cái thất bại thì luôn luôn có sự thành công ở trong đó. Và khi mà tụi em chồng đầu lên với nhau á, thì em nhìn lại cái hình ảnh là một người trên, một người dưới á, nó cũng giống như là một cái mở màn và một cái kết thúc. Và tự nhiên tụi em nhìn thấy ở trong đó có rất là nhiều cái mà để tụi em muốn nói lên từ cái nghề của tụi em. Hồi trước là cơ là đang đi học khoa học, vậy thì mai mốt sang khoa học có tiếp tục theo nghề. Dạ, thực sự tại hiện tại em cũng đang học à. Em vừa tốt nghiệp đại học năm 2021 và em đang học khoa học, và em có thể sẽ tốt nghiệp vào giữa năm nay, là em sẽ có bằng thạc sĩ. Thì đó là một trong những cái mà em muốn là truyền động lực đến gia đình cho con em, bởi vì em muốn là các bạn sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh của ba mình, là khi mà các bạn thấy được là có thể nói là mọi người thấy cái bộ môn nghệ thuật xiếc á, có rất là nhiều người họ sẽ đánh giá không có cao về bộ môn nghệ thuật này, bởi vì họ thấy là những nghệ sĩ xiếc là những nghệ sĩ mà họ chỉ bỏ hết thời gian để tập luyện thôi, họ cũng không có vận dụng cho mình những cái kiến thức. Chính vì vậy thì em cũng muốn là mình xây dựng một cái hình ảnh để cho mọi người thấy được là nghệ sĩ xiếc họ có thể lực, họ có sự yêu nghề, đam mê, và họ cũng có kiến thức. Anh đang cho em hỏi là chuyên ngành gì không? Thì hiện tại là cơ đang học về quản lý văn hóa. Cơ cho em hỏi đề tài là gì không? Hiện tại thì đề tài để kết thúc cái bài tiểu luận, không phải tiểu luận, đó là bài luận văn. Cái bài luận văn của cơ thì cơ đang rất là mong muốn làm về bộ môn nghệ thuật xiếc. Thật sự ra thì Nghiệp cũng nghĩ rằng là mỗi người cũng ngày xưa đó thì không có nghĩ rằng là sẽ có một cái ngày mà mình sẽ kết thúc đâu. Bởi vì em được lớn lên từ ở trong một cái đoàn xiếc mà tất cả cô chú đều làm cho đến khi mà lớn tuổi. Và lúc thời điểm đó thì mấy cô chú hay nói là hay bị đau lưng, rồi bị đau hết chỗ này chỗ kia. Thì em luôn luôn nói là em không bao giờ sẽ bị cái điều đó xảy ra hết. Nhưng mà khi mà vào trong đó bắt đầu tập luyện rồi có những cái tai nạn xảy ra, thì càng lúc đó, mình lại thấy là cái lời nói đó bắt đầu nó thấm vào. Và em cũng không có muốn là khi mà ở cái thời điểm mà gia đình cũng đủ đầy rồi đó, có con này nọ mà mình lại tiếp tục thi đấu, thì tất nhiên là ở thời điểm này chắc là em sẽ quyết định là không thi đấu nữa.
bởi vì em đang gặp chấn thương rất là nhiều và em muốn dành một cái thời gian nghỉ ngơi hết sức mà nó thoải mái. Còn cái việc tiếp theo sắp tới tương lai là em không đoán trước được, nhưng mà ở thời điểm này là em quyết định em ngưng cái việc thi đấu và em chỉ tập trung vô nếu như mà em có thể trình diễn nhẹ nhàng hơn. Bởi vì thi đấu thì luôn luôn là phải tập cái cường độ rất là cao, mà tập cường độ cao thì lại xảy ra nhiều cái chấn thương, cho nên là em không muốn cái việc mà xảy ra chấn thương nhiều nữa trong cái việc thi đấu thì em sẽ dừng lại. Còn việc biểu diễn thì tụi em vẫn sẽ cố gắng duy trì, bởi vì nó là cái máu nghề và tự nhiên tụi em không dám lên mạng xã hội về những cái bàn diễn xiếc trên quốc tế, tụi em sợ nhớ nghề, tụi em cứ sợ là phải đi diễn nước ngoài. Nhưng mà cái lần này là cái lần mà tự nhiên tại sao mình thấy hả, nó có rất là nhiều cái cảm xúc là khi mà mình dừng lại rồi mình muốn diễn rồi mình muốn thi đấu, nó quá nhiều cảm xúc đi. Nhưng mà chắc chắn là những cái quyết định của tụi em thì cũng đã bàn hết rồi là tụi em sẽ không thi đấu nữa, mặc dù là thực sự là đam mê còn đang rất lớn. Thì là cái bộ môn nghệ thuật xiếc nó giống như là máu trong người của mình á. Khi mà tụi em xem mọi người trình diễn là thực sự là tự nhiên cái cơ thể của mình cũng đang muốn thể hiện cho mọi người thấy là tôi đang cũng có thể làm được, mặc dù là cơ và nghiệp á cũng còn rất là nhiều dự án, và thực sự là cơ có rất là nhiều ý tưởng cho cái loại hình nghệ thuật xiếc này. Nhưng mà chắc là cho mấy bạn nhỏ. Nhưng mà thật sự là cái cuộc thi này á, nó lại khẳng định một lần nữa là cái việc đau hoặc gặp chấn thương trong cơ thể nó không có thể nào nó đấu được với lại cái tinh thần của tụi em. Bởi vì cái tinh thần của tụi em nó quá mạnh đi, và khi mà ra sàn đấu một cái là tụi em không nhớ mình đau là gì, và thi xong tự nhiên mình cũng không biết là tại sao mình làm được mà không thấy một cảm giác gì đau hết. Mà mặc dù tối hôm đó là em đã uống một viên Efferan Codeine, một cái loại giảm đau cực mạnh, và sáng hôm sau thì em vẫn cảm thấy đau rồi em phải uống một viên nữa. Mà riêng em thôi, anh này không uống đâu, em uống thuốc ở nhà. Có chứ. Có nghĩa là nghiệp á, là bởi vì là nghiệp cần một cái liều nó nhanh, còn ở cái thuốc của ba em á là nó từ từ, nó không có nhanh được như vậy. Là loại uống á mà nó sẽ rất là hiệu quả, nhưng mà cái đó thì không kịp với nghiệp, bởi vì nghiệp là cần khoảng từ 6 tiếng hoặc là 10 tiếng nghiệp phải giảm đau liền. Bởi vì trong cái thời điểm mà nghiệp ngã rất là nhiều lần á là ngay lập tức đang rất đau, và cho nên là phải sử dụng ngay thuốc tây. Thậm chí là có rất là nhiều lần á là nghiệp đang thi đấu á còn phải chích vào để cho nó tê đi, là nó sẽ không có còn cảm giác đau nữa. Nó rất là hại cho sức khỏe. Nhưng mà đôi lúc mình thấy là mình cũng hy sinh khá nhiều, nhất là nghiệp. Rồi, cho anh hỏi vài câu. Thì sau khi mà tụi anh đã tập uống cuộc thi hấp thành quốc tế thì khán giả Việt cũng khá là tiếc nuối, bởi vì rằng là họ kỳ vọng rằng là họ mong rằng là các anh có thể là tiến sâu hơn, có thể là á quân hoặc là quán quân. Thì như hồi nãy thì hai anh chia sẻ là mình sẽ dừng lại và không tham gia thi đấu nữa. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là có những cái lời mời giống như những cái cuộc thi đó để cho tụi anh một lần nữa thử sức và có thể chinh phục ở một cái đỉnh cao hơn, thì tụi anh có quyết định tham gia hay không? Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là em muốn hỏi là vừa qua thì quốc cơ và quốc nghiệp thì không may thì mình không có đạt được cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thì nếu mà có những cái đợt xét tuyển về lần sau thì hai anh nghĩ rằng hai anh có tiếp tục xét tuyển hay không, và sau khi mình đặt cái kỷ lục như thế này thì hai anh nghĩ rằng là cái cơ hội của mình nó cao hay không? Và câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi là thì hiện tại là cái bộ môn xiếc ở Việt Nam của mình thì hiện tại nó có quá nhiều cái loại hình về giải trí, thì xiếc mọi người hiện tại mọi người đang có nhiều lựa chọn nên có thể là xiếc nó bị lãng quên nhiều. Thì hai anh trăn trở và kỳ vọng như thế nào về vấn đề về xiếc ở Việt Nam, và mình đã có những cái kế hoạch gì để mà cho xiếc Việt Nam nó phát triển hơn? Thì nếu được thì anh có thể giúp em là xin tên và nhìn vô ống kính ở thì nói về câu chuyện mà thi đấu tiếp theo nữa thì cơ hội nghiệp sẽ không thi đấu tiếp, mặc dù là hiện tại bây giờ á là quốc cơ quốc nghiệp vẫn thường xuyên nhận được những cái lời email của Britain Got Talent, mà của Tây Ban Nha, và vừa mới nhận được của Pháp, cũng Mỹ của nữa. Rất là nhiều những cái cuộc thi Got Talent. Nhưng mà
cơ nghiệp nghĩ rằng đó là nếu mà mình cứ mãi theo đuổi cuộc thi hoài á thì mình cũng giống như là giao một cái sinh mạng mà mình không biết là ngày mai nó sẽ như thế nào. Và mình đã thi rồi chứ không phải là mình không thi, và mình cũng đã khẳng định trên đấu trường quốc tế rồi, cho nên là chắc là mình sẽ muốn để cái hình ảnh nó đẹp nhất trong lòng của tất cả mọi người. Và cái việc trăn trở cho nghệ thuật xiếc Việt Nam vẫn là một cái điều gì đó rất là lớn trong quốc cơ quốc nghiệp, mặc dù là quốc cơ quốc nghiệp đã cố gắng để mà truyền những cái năng lượng, những cái hình ảnh tốt cho tất cả những các bạn những xiếc trẻ rồi, nhưng mà người nghĩ rằng là các bạn cũng phải tự lập và tự nhìn thấy mình nên cần gì và mình phải bổ trợ gì cho cái việc nuôi dưỡng những cái tài năng đó. Thì quốc cơ quốc nghiệp chỉ có thể là đứng đằng sau để mà phụ trợ các bạn có thể muốn làm cái gì đó thôi, nhưng mà thực sự là phải trả giá rất là nhiều thứ và đánh đổi rất là nhiều. Cả một cái quãng tuổi thơ của quốc cơ quốc nghiệp không có thời gian để mà làm việc khác ngoài xiếc. Vậy thì có bao nhiêu người và có ai đủ cái sự hy sinh để mà tiếp tục tập luyện những quốc cơ quốc nghiệp? Và nếu như mà bây giờ quốc cơ quốc nghiệp không thi nữa thì sẽ ra sao? Vậy thì quốc cơ quốc nghiệp cũng có tuổi rồi, cũng đến lúc mà cần phải được nghỉ ngơi, cũng được tận hưởng những cái thứ mà cuộc sống này ban cho, cũng có vợ có con rồi, cho nên là thật sự có rất nhiều trăn trở, nhưng mà vẫn là một cái điều gì đó mà hai anh em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và nghiệp tin rằng với những cái gì mà quốc cơ quốc nghiệp đã và đang làm thì các bạn trong nghề xiếc sẽ nhìn thấy và sẽ cố gắng nhiều hơn. Đó là cái mà quốc cơ quốc nghiệp có thể làm được. Thật sự là với những cái bạn diễn viên xiếc lớp kế thừa của cơ và nghiệp, hoặc là những các bạn diễn viên xiếc hiện tại á, thì các bạn đang có rất là nhiều cái lợi thế hơn cơ và nghiệp. Bởi vì cơ và nghiệp là những người đã đi mở đường, bởi vì cơ và nghiệp đem những cái cuộc thi đến tham gia những cuộc thi mà mang cái hình ảnh của Việt Nam, và hiện tại thì cái hình ảnh của xiếc Việt Nam của mình trên tất cả các mặt trận bên trên thế giới thì nó cũng đã được rất là nhiều người biết đến rồi. Cho nên là cái điều quan trọng nhất là các bạn phải cố gắng, và các bạn cũng như Nghiệp nói, chúng ta phải có một cái sự hy sinh. Ở đây thì Cơ muốn cho mọi người nhớ lại cái khoảng thời gian mà Cơ và Nghiệp cũng đã từng trải qua. Cơ và Nghiệp đã từng không có show diễn, Cơ và Nghiệp đã luyện tập rất là nhiều năm cũng không đạt được những cái gì mong muốn của mình. Và khi mà mình đi trình diễn thì bị người này chê, người khác chê. Thì chính vì vậy thì mình xem xét lại là cái tiết mục của mình đã thực sự tốt hay chưa, cái tiết mục mình đã hấp dẫn được mọi người hay chưa. Và Cơ và Nghiệp cũng đã tìm ra được cái hướng đi riêng của mình, đó là mình chỉ làm tốt một tiết mục thôi, nhưng mà nó thu hút hàng ngàn người, hàng triệu người, thì chắc chắn tiết mục đó sẽ thu hút được rất là nhiều những bạn trẻ có thể đam mê nghệ thuật xiếc, có thể đến với cái bộ môn này. Và các bạn phải tin rằng là các bạn sẽ làm được điều đó. Cơ và Nghiệp cũng đã tự nghĩ là mình sẽ làm được điều đó, và đến thời điểm hiện tại thì rất là may mắn là Cơ Nghiệp cũng đã thực hiện được. Cho nên là khuyên các bạn một điều là hãy cố gắng lên, hãy tự tin vào chính mình để các bạn sẽ làm được những điều mình mong muốn. Còn về cái câu hỏi, còn câu hỏi gì nhỉ? Một cái chuyện danh hiệu. Về cái chuyện về danh hiệu nghệ sĩ nhân dân á, nếu như mà có cơ hội một lần nữa thì Cơ Nghiệp cũng sẽ là những người được gửi đơn đến cái những cái bộ phận mà có chức năng mà xét duyệt cho Cơ và Nghiệp. Bởi vì sao? Thực sự là cái danh hiệu đó nó cũng rất là quý giá đối với Cơ và Nghiệp, bởi vì sẽ thấy được những cái cống hiến của Cơ và Nghiệp trong rất là nhiều năm qua. Và nếu như mà không được thì Cơ Nghiệp cũng không có buồn. Bởi vì sao? Bởi vì là Cơ Nghiệp cảm thấy là mình vẫn còn chưa đủ, mình còn phải tiếp tục cố gắng nữa. Nếu Cơ Nghiệp không làm được thì Cơ Nghiệp sẽ tiếp tục truyền dạy cho cái lớp kế thừa. Đó là những người có thể thay Cơ Nghiệp có thể phát triển bộ môn nghệ thuật xiếc, và Cơ Nghiệp có thể từ đó mà cống hiến nhiều hơn cho cái ngành xiếc của Việt Nam mình. Thực sự ra thì giải thưởng và tất cả danh hiệu thì tụi em cũng gần như là có đủ rồi, nhưng cái việc mà tại sao tụi em vẫn phải mong muốn có được nó, và cũng không phải là bất chấp để có nó,
là bởi vì tụi em muốn truyền một cái tinh thần cho các bạn trẻ rằng không phải ở một cái độ tuổi mà bạn phải cống hiến cho đến khi mà bạn không còn trẻ nữa bạn sẽ nhận được, mà là hãy nhìn vào cái tấm gương của quốc cơ nghiệp. Khi bạn cống hiến nhiều, khi bạn làm hết khả năng, hết sức của mình thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Và khi những cái đền đáp xứng đáng đó nó phải là từ cái sự cố gắng của các bạn, cho nên là cái danh hiệu đó thực sự là trượt hay không trượt gì đó, nó cũng là một cái mà để cho các bạn trẻ nhìn vào, và nhất là trong giới nghệ thuật xiếc. Thực sự nghiệp thì cũng không biết được là các bạn đang suy nghĩ gì, nhưng mà với quốc cơ quốc nghiệp thì đã làm tròn cái trách nhiệm là một diễn viên xiếc đam mê và cống hiến hết mình rồi, cho nên là còn cái việc xét tặng hay là những cái danh hiệu gì đó thì phải thuộc về những cái bộ phận ở trên. Và còn điều gì nữa mà nghiệp rất là muốn nói, có nghĩa là cái nghệ thuật xiếc và những cái loại hình mà có một cái độ tuổi mà phải chịu những cái khắc nghiệt là sự đào thải, là cho dù quốc cơ quốc nghiệp có diễn giỏi cách mấy, có đi thi tốt cách mấy thì cũng phải chịu một cái áp lực là mình không có một cái sự thay đổi mới được. Là bởi vì mỗi một cái thay đổi mới của xiếc hay của múa hay là một cái nghệ thuật mà nó khó, nó đặc thù đó, thì mình không thể nào thay đổi theo thời gian được, mà là nó phải trả giá bằng năm. Cho nên là khi ở Việt Nam thì quốc cơ quốc nghiệp phải chấp nhận câu chuyện là sẽ có ít những cái show diễn lại. Và có một anh bạn thân của quốc cơ quốc nghiệp nói rằng là một cái bộ phim hay không thể nào coi 3-4-5 lần được, người ta chỉ có thể coi một lần rất hay và người ta muốn xem lại lần thứ hai, nhưng lần thứ ba bắt đầu người ta sẽ cảm thấy là mình nhớ cái bộ phim đó rồi. Thì cái tiết mục của quốc cơ quốc nghiệp cũng vậy, cho nên là chính vì cái điều đó cũng là một cái mà trăn trở của quốc cơ quốc nghiệp. Vậy thì những diễn viên xiếc họ sẽ làm gì, họ phải tập luyện ra sao, tại sao mọi người phải thấu cảm một tí xíu và phải đồng cảm hơn, là bởi vì diễn viên xiếc họ trả giá quá nhiều. Và đến thời điểm này thì anh bạn nghiệp nói rằng là nếu như mà so với tất cả loại hình nghệ thuật khác thì quốc cơ quốc nghiệp đã ở một cái top level rất cao rồi, và đứng được trong cái hàng ngũ của nghệ sĩ là cái điều chưa có, và thậm chí là cả thế giới cũng chưa có một nghệ sĩ nào nổi tiếng như quốc cơ quốc nghiệp như vậy. Thì khi mà mình nghe như vậy thì mình nói là nếu như mình muốn diễn nữa, mình đam mê nghề nữa, thì chỉ có một cách là mình đi ra nước ngoài diễn thôi. Bởi vì có rất là nhiều nước cần những tiết mục như quốc cơ quốc nghiệp, nhưng ở Việt Nam thì có thể người ta xem một lần, người ta sẽ nói là ô có nhiêu đó làm đi lặp lại hoài, cứ lặp đi lặp lại hoài suốt ngày này sang ngày nọ. Cho nên là chính vì cái điều đó mà quốc cơ quốc nghiệp nghĩ rằng á, mình sẽ làm một cái hình ảnh để mà truyền năng lượng tích cực hơn cho những cái bạn yêu xiếc, để các bạn đừng bị một cái suy nghĩ đó mà các bạn không cố gắng nữa. Liệu coi như là hai anh em sẽ đào tạo được hai cậu bé thì trở thành cơ nghiệp thứ hai không? Hiện tại thì các bạn cũng đang là những người mà cơ và nghiệp rất là ngưỡng mộ. Không phải là bởi vì là hai bạn đó là con của cơ nghiệp mà ngưỡng mộ đâu, bởi vì là các bạn thực sự là cơ nghiệp không có nhiều kinh nghiệm với các bạn nhỏ như vậy. Bởi vì những bạn nhỏ thì sẽ có những bộ phận xương khớp cấu tạo nó khác nhau, và mình cũng chưa chắc được là các bạn nhỏ đó có khỏe được như mình đang nghĩ hay không. Chính vì vậy mà cơ và nghiệp đang thấy là tại sao các bạn có thể làm được những cái điều mà cơ và nghiệp nghĩ là chắc là chưa thấy một diễn viên xiếc nào nhỏ tuổi, khoảng 3 tuổi mà có thể làm được như vậy. Thậm chí là cả bên Trung Quốc nữa, những diễn viên xiếc Trung Quốc thì khoảng độ là 4 tuổi, 5 tuổi các bạn mới có những cái khả năng như vậy, mà các bạn 3 tuổi thôi là các bạn đã thực hiện những động tác mà. Cho nên là em nói là sao mình ngưỡng mộ các bạn nhỏ, tại sao những em bé như vậy mà có thể làm được cái động tác khó gì ta, hay là do là cái gen di truyền của hai anh em mình? Với lại là nhiều khi là tại vì cơ nghiệp hiểu được những cái kỹ thuật ở trong đó mà là không diễn đạt được. Nhưng mà mình tất nhiên là ông bố nào cũng thương con hết á, không bao giờ muốn mà xảy ra một cái gì nó xấu với con mình. Cho nên là bây giờ tụi em có hay nói chơi với nhau là nếu như hai đứa nhỏ này mà nó theo nghề á, khoảng 10 đến 15 tuổi thôi, nó sẽ có hết tất cả những cái gì mà quốc cơ quốc nghiệp đã trải qua hơn 20 năm rồi. Nhưng mà
cái điều đó còn phụ thuộc vào những đứa nhỏ nữa. Nhiều khi đến 6 tuổi, 7 tuổi các bạn nó con không thích làm nữa thì mình không thể nào mình ép hay là mình phải bắt buộc các bạn làm. Cho nên là thôi cứ để theo cái gì đó nó tùy duyên và nó tự nhiên nhất. Và em tin rằng là cho dù con của tụi em không theo nghề thì vẫn có một cái tuổi thơ rất là dữ dội, gọi là cũng đã từng được diễn xiếc, cũng được diễn xiếc cùng ba mình. Và đến lớn lên thì nó sẽ là những cái kỷ niệm đẹp nhất mà chắc là cả đời các bạn nó sẽ nhớ lại.